Quang Huy và Hải Vân xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Và bây giờ chúng tôi xin được bắt đầu chương trình với những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục tin nóng. Trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long vừa xảy ra một vụ sạt lở đất dọc theo tuyến sông Cổ Chiên, khu vực Cồn Thanh Long thuộc ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm. Vụ sạt lở khiến hơn 17 hectare cây ăn trái và 8 hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Ngay sau đó, ngành chức năng đã tiến hành khảo sát khắc phục sạt lở. Còn bây giờ là thông tin chi tiết. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 20 tháng 4, tại Cồn Thanh Long xảy ra vụ sạt lở tuyến đê bao dọc sông Cổ Chiên. Tổng chiều dài sạt lở 50 m, ăn sâu vào đất liền từ 10 tới 15 m. Nguyên nhân, tuyến đê bao này nằm dọc đoạn sông Công bên lở, tạo nên dòng xoáy gây mất đất và lún sụp. Vụ sạt lở khiến nước tràn vào khu vực, gây ngập hơn 17 hecta vườn cây ăn trái, xoài bưởi, cao vàng, ảnh hưởng 8 hộ dân, trong đó có một căn nhà có nguy cơ mất trắng. May mắn không gây thiệt hại về người. Sau khi xảy ra sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vũng Liêm kết hợp với Ủy ban nhân dân xã Quế Thiện khảo sát, ghi nhận mức độ thiệt hại, điều phương tiện sáng cạp trung chuyển đất, khắc phục, tạm thời ngăn nước tràn vào khu vực vườn cây ăn trái. Lập chiếc tính, trình Ủy ban nhân dân huyện xin chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp và di dời tuyến đê bao vào phía vườn, tổng chiều dài khoảng 200 m. Ủy ban nhân dân xã Quế Thiện họp dân lấy ý kiến để di dời nhà cửa bờ bao để đầu tư nâng cấp đoạn đê bao. Còn tại Đắk Nông, do thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu mùa khô đến nay khiến tình trạng thiếu nước tưới đang diễn ra ở nhiều địa phương. Mặc dù trên địa bàn có 252 hồ đập với tổng dung tích thiết kế khoảng 135 triệu mét khối, nhưng hiện Đắk Nông đang đối diện với nguy cơ hạn hán cao. Hồ thủy lợi Dori Hai ở xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Nguyên, tỉnh Đắk Nông đang là nguồn cấp nước chính cho khoảng 1.000 hộ dân. Nhưng hiện lượng nước trong hồ còn lại rất ít. Hơn 2 hectare cà phê của anh Hảo, dù nằm ngay bên cạnh hồ thủy lợi, vẫn trong tình trạng thiếu nước tưới. Thiếu nước nhiều, thiếu trầm trọng. Vừa rồi là có trận mưa cách đây 3 ngày, mưa được 1 tiếng đồng hồ, không có thì cái hồ này là cạn khô. Cho nên là năm nay cũng phải túc trực ở đây, sợ hết nước, cho nên là cũng phải tưới vét coi để đảm bảo vườn cà của gia đình. Ở trên địa bàn xã thì có cái hồ Đô Gi 1 và Đô Gi 2, thì hồ Đô Gi 2 thì là sử dụng chung cho việc nước sinh hoạt và nước tưới cho cây trồng. Vì vậy để đảm bảo cái nguồn nước cho nước sinh hoạt thì lại thiếu nước của cây trồng, mà đảm bảo cho cây trồng thì nước thiếu nước sinh hoạt cho bà con nhân dân. Mực nước tại nhiều hồ đập hiện đang xuống thấp. Dự kiến đến cuối vụ đông xuân, toàn tỉnh Đắk Nông có khoảng trên 6.000 hectare cây trồng các loại có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, tập trung chủ yếu tại các huyện Đắk Minh, Chư Rút, Crono. Mặc dù cơ quan chính quyền cấp trên cũng rất tạo điều kiện nhiều kế hoạch, nhưng mà đến cái nước này thì cũng chưa thấy cái là đã vững. Vì vậy mà cũng mong mỏi rằng là có kế hoạch vào mùa khô thì nhà nước cũng cố gắng tạo điều kiện về khảo sát để mà giúp cho bà con cái nước sạch. Ngay từ đầu vụ thì chúng tôi cũng triển khai đắp các cái đập dân, đập tạm trên các cái suối để tận dụng nước. Đối với các cái công trình mà có dung tích nhỏ thì chúng tôi đắp các cái nâng cao ngưỡng tràn các công trình này để tăng dung tích các hồ chứa. Đồng thời, các ngành chức năng cũng khuyến cáo bà con nông dân không nên mở rộng diện tích sản xuất ngoài quy hoạch, hướng dẫn người dân sử dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm, tránh lãng phí, đảm bảo nguồn nước tưới. Một nông dân thế hệ 8X từng là du học sinh của Úc đã quay trở về địa phương là xã Lộc Ngãi của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để lập nghiệp với trang trại lá cảnh mang tên là The Leaves. Thực tế, mô hình trồng lá cảnh và lá trang trí khá phổ biến, thế nhưng trong khi nhiều hộ dân còn gặp khó khăn về đầu ra, thì trang trại lá cảnh của chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Như lại vẫn đều đặn xuất bán mỗi ngày. Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Như ở thôn 6, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu ghi dựng trang trại trồng các loại lá cảnh, lá trang trí từ năm 2016. Chỉ với gần 2 sào trồng một số lá cảnh phổ biến như đô la, lá chanh, The Leaf Farm, hôm nay đã có quy mô lớn hơn 3,6 hectare với gần 20 loại lá cảnh, lá trang trí. Lựa chọn hướng đi trồng lá cảnh sau một chuyến trải nghiệm tại Israel, nơi phần lớn là sa mạc nhưng lại được phủ xanh bởi cây cối, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thì tại sao ở vùng đất nhiều lợi thế như Bảo Lâm lại không thể làm được? Lý giải mô hình có đầu ra ổn định, chị Như cho rằng luôn có sản lượng đủ lớn, đủ kích cỡ mọi loại lá, cành trang trí. Do vậy, đầu ra của trang trại luôn ổn định. Ngoài phục vụ nhu cầu địa phương thì chị Quỳnh Như còn cung cấp sản phẩm cho các tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai. Xin được chuyển sang thông tin liên quan đến vụ cháy chợ Bình Thành ở Đồng Tháp mà chúng tôi vừa mới cập nhật vào sáng ngày 22 tháng 4. Theo đó thì đã có nhiều kiosk ở chợ bị thiêu rụi sau khi ngọn lửa bùng lên dữ dội. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày 22 tháng 4, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ kiosk trong chợ Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Ngọn lửa sau đó lan rộng, cả dãy 17 kiosk chìm trong biển lửa, nhiều tiếng nổ phát ra từ đám cháy. Các chủ tiệm tạp hóa và người dân xung quanh cố gắng dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng nhiều phương tiện đã đến hiện trường dập lửa. Sau đó ngọn lửa được khống chế, hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 4, đội tuần tra cảnh sát giao thông cao tốc số 7 Bộ Công an cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là một người chết, giao thông ùn tắc hơn 4 km. Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 21 tháng 4, xe đầu kéo mang biển số 63C08178 chạy trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng miền Tây đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn km 42 ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang, phương tiện này giảm tốc độ tránh một ô tô chạy chậm phía trước. Cùng lúc, hai xe tải lần lượt mang biển số 63C16360, 63C17571 và xe khách 16 chỗ mang biển số 64F00195 từ phía sau không xử lý kịp, xảy ra va chạm liên hoàn. Vụ tai nạn khiến nam tài xế trên xe tải mang biển số 63C16360 bị thương nặng. Một phụ nữ đi cùng phương tiện này tử vong. Nạn nhân bị thương được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 4 phương tiện hư hỏng nằm chiếm gần hết hai làn đường, giao thông qua khu vực ùn ứ hơn 4 km. Đơn vị quản lý đường cao tốc và Cục Cảnh sát Giao thông đã đến phân luồng giao thông, xử lý hiện trường tai nạn. Ngày 22 tháng 4, Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ cục nóng điều hòa trên mái nhà khiến 2 người gặp nạn xảy ra trên địa bàn. Vụ việc xảy ra vào ngày 21 tháng 4 tại khu đô thị Nam Vĩnh Yên, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, thưa quý vị. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip được cho là từ camera an ninh nhà dân ghi lại cảnh 2 người đang tiến hành sửa chữa cục nóng điều hòa trên mái tôn. Bất ngờ, tại vị trí sửa chữa phát ra tiếng nổ lớn kèm khói bốc lên. Sau vụ nổ, 2 nam thanh niên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Do vết thương nặng, một người sinh năm 1995 được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội và đã tử vong sau đó. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý liên quan đến công ty Việt Á. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi đấu thầu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã có kết luận thanh tra việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong 2 năm, năm 2020, năm 2021. Kết luận chỉ ra loạt sai phạm trong việc mua sắm sinh phẩm, thuốc, hóa chất, phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Sở Y tế ký 2 hợp đồng trị giá hơn 58 tỷ đồng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh ký 2 hợp đồng trị giá hơn 786 triệu đồng. Cả 2 gói thầu đều có giá mua cao hơn các mặt hàng cùng loại. Đáng chú ý, kit test COVID-19 cao hơn từ 67.500 đồng đến 72.500 đồng trên một bộ. Ngoài ra, đối với các gói thầu mua thuốc trong 2 năm, năm 2019, năm 2020 do Sở Y tế thực hiện, kết quả trúng thầu có tới 1.276 mặt hàng với tổng tiền hơn 444,3 tỷ đồng, nhưng giá trị thực mua chỉ có hơn 290,4 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc này, nhiều cá nhân tại Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang đã bị kỷ luật. Thưa quý vị, sau khi đã tín hiệu nhưng xe nghi chở hàng cấm không những không dừng lại mà còn tông thẳng vào lực lượng tuần tra, khiến cho một cảnh sát giao thông và 2 người đi đường bị thương nặng rồi tử vong. Vụ việc cho thấy tính chất côn đồ manh động của các đối tượng nghi chở hàng cấm. Sau đây là thông tin chi tiết của vụ việc. Chiều ngày 21 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hành Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm, ma túy. Lực lượng chức năng phát hiện một xe bán tải lưu thông với tốc độ nhanh về hướng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Theo đó, cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đã đâm trực diện vào người thiếu tá Nguyễn Xuân Hào rồi kéo lên một đoạn dài. Chưa hết, chiếc xe còn tông một số người dân đang điều khiển phương tiện rồi bị lật nghiêng. Sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã đập cửa và khống chế 2 đối tượng ở trong xe. Thiếu tá Hào cùng 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, 2 người dân là công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện tại thì danh tính của 2 đối tượng vẫn chưa được tiết lộ, song bước đầu cơ quan chức năng xác định 2 đối tượng là người địa phương, có nhà cách hiện trường vụ việc khoảng hơn 20 km. Lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét nhà của hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 22 tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, nghi phạm được xác định là Lê Phú Cao sinh năm 1991, trú xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết Lê Phú Cao bị bắt khi đang có mặt tại phòng trọ trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam. Cũng theo đại diện Công an Đà Nẵng, nghi phạm bước đầu thừa nhận dùng vũ khí uy hiếp 6 nhân viên phòng giao dịch VietinBank trưa ngày 20 tháng 4. Theo lời khai của ngân hàng, nghi phạm cướp khoảng 660 triệu đồng. Trong quá trình truy bắt, công an đã thu giữ bộ quần áo và khẩu súng nhựa mà đối tượng đã sử dụng khi thực hiện vụ cướp và bỏ lại ven đường ở quận Sơn Trà. Khi bị bắt giữ, Lê Phú Cao im lặng, nhất quyết không khai. Tuy nhiên, ngay sau khi đã được đưa về trụ sở công an, Cao đã khai chỗ cất giấu tiền. Trước đó, lúc 11 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4, nghi phạm đến chi nhánh ngân hàng VietinBank ở đường Đống Đa, thành phố Đà Nẵng. Khi đến quầy giao dịch, nghi phạm rút súng hướng về phía các nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Bảo vệ ngân hàng ấn nút hạ cửa cuốn ra vào và báo động. Thấy vậy, nghi phạm cầm túi tiền chui qua cửa, lên xe máy tẩu thoát. Chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án vụ vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tòa nhận định bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn phạm tội do nôn nóng trong hoàn cảnh ngành y tế đang khó khăn, vật tư y tế mua sắm không đáp ứng kịp và ghi nhận những đóng góp cho y học của ông, nên tuyên án mức án 3 năm tù, nhẹ hơn mức Viện Kiểm sát đề nghị. Và 11 bị cáo còn lại lãnh từ 2 năm tù treo đến 3 năm 6 tháng tù, thưa quý vị. Cụ thể, bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, lãnh 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Đức Đảng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hoàng Nga, 3 năm 6 tháng tù. Phan Tuấn Đạt, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Kim Hòa Phát, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa án xác định hai công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 53,6 tỷ đồng. Sau khi trừ số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục trước đó, bị cáo Đảng và vợ là Phạm Thị Kim Oanh phải liên đới bồi thường hơn 10 tỷ đồng còn lại. Theo hội đồng xét xử, hành vi của ông Tuấn cùng 11 bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu trang thiết bị y tế, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế và Bệnh viện Tim Hà Nội, làm giảm sút niềm tin của nhân dân, cần có hình phạt nghiêm khắc. Mở đầu camera nóng là đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra mới đây tại tỉnh Nghệ An. Một người đàn ông tử vong sau va chạm với ô tô tập lái. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua dốc Cao Sơn 1, huyện Anh Sơn. Nhiều người cho rằng xe tập lái có lỗi. Tuy nhiên, camera hành trình cho thấy toàn bộ diễn biến và minh oan cho xe tập lái. Hình ảnh hiện trường thể hiện xe máy bị đổ sát hộ lan. Thi thể nạn nhân nằm lọt trong rãnh thoát nước. Cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 10 m là một chiếc xe tập lái. Theo camera hành trình, tài xế điều khiển xe tập lái di chuyển trên đường, tuân thủ đúng tốc độ và bám sát làn đường. Khi đến đoạn cua dốc, thấy có ô tô ngược chiều, tài xế đã cho xe giảm tốc độ từ 50 km xuống còn 35 km. Đúng lúc này, xe máy phía sau vượt lên từ bên trái. Tay lái loạng choạng và có chạm nhẹ vào hông xe tập lái, rồi tiếp tục lao về phía trước. Tiếp đó, những người trên xe tập lái đã xuống xe tìm cách hỗ trợ, nhưng nạn nhân đã tử vong. Đang di chuyển sang đường, tài xế xe máy bị ô tô lao tới tông từ phía sau. Va chạm khiến tài xế xe máy bị văng về trước. Sau đây là diễn biến vụ việc. Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ cho thấy tài xế điều khiển xe máy chuyển hướng sang đường khá bất ngờ. Vừa lúc này, ô tô từ phía sau chạy tới tông vào xe máy. Va chạm khiến tài xế xe máy bị hất lên cabo ô tô trước khi bị văng xuống đất. Tài xế xe máy sau đó có thể ngồi dậy và được người dân giúp đỡ. Một chủ xe tại xã Long Thọ, Nhân Trạch, Đồng Nai đã phải khóc ròng vì chiếc xe máy mua trả góp chưa xong đã bị kẻ trộm lấy mất. Thời điểm này là lúc sáng sớm, khu trọ khá vắng. Một đối tượng đi vào khu trọ. Sau khi quan sát thấy một căn phòng trọ bất cẩn, tên này thăm dò, sau đó lén mở cửa phòng, nhẹ nhàng dắt chiếc xe hiệu Honda Vision màu xanh, biển số 84M1-23893 rồi tẩu thoát. Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm cầm trên tay cúng menu đến quầy thu ngân tính tiền rồi làm trật ảo thuật trộm điện thoại của nhân viên quán cà phê. Vụ trộm chỉ diễn ra chưa đầy 1 phút. Mời quý vị theo dõi đoạn camera ghi lại. Hình ảnh ghi lại được cho thấy người đàn ông để ý thấy chiếc điện thoại của nhân viên đang để trên bàn. Ông ta ngay lập tức dùng bóp tiền đặt lên phía trên che chắn rồi lấy đi chiếc điện thoại. Ngay sau đó, người này nhét chiếc điện thoại vào túi rồi tẩu thoát. Những ngày vừa qua, nhiều nông dân ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang luôn trong tâm trạng lo lắng nhìn vườn cây chết dần chết mòn vì tuyến kênh dẫn nước tưới tiêu đã bị lấp. Theo người dân, nguyên nhân là do công trình đường Nguyễn Việt Hồng nối từ quốc lộ 61 chạy vào Ủy ban Nhân dân xã. Sau khi có chủ trương mở rộng, đơn vị thi công đã bơm cát lấp con kênh này, triệt luôn đường nước tưới tiêu của bà con nông dân. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Nóng 24 giờ ngay sau đây. Những ngày qua, ông Lâm Hoàng Anh đứng ngồi không yên khi vườn cam bưởi bị khô nước đất mà không có nước tưới. Ông cho biết đã đầu tư hàng trăm triệu đồng vào đây. Đúng khi cây bắt đầu cho trái thì đường nước tưới tiêu chính bị lấp. Mùa mưa ngập úng, dùng máy bơm ra không có đường thoát. Còn mùa nắng, nước cạn khô, xì phèn, không thể bơm tưới cho cây. Nhưng mà cái bên đơn vị thi công á, thì họ cam kết là trong vòng 3 tháng sẽ hoàn thành từ lộ cho tới cống. Nhưng mà hiện tại thì từ tháng 5 năm 2021 tới giờ thì gần 2 năm rồi. Nó cũng chưa đâu hết. Và cái tình trạng mà nó bơm cát mà nó tràn xuống con kênh nó lấp luôn cái phần mà không đặt cống, nó lấp luôn, thành ra cái nước ra vô thì không có. Coi như là vườn cây ăn trái của tôi là nó đơ luôn, đơ theo cái con kênh luôn. Là không có nước để tưới tiêu được nữa. Theo người dân, đường Nguyễn Việt Hồng nối từ quốc lộ 61 chạy vào Ủy ban dân xã Thành Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trước đây, cặp bên con đường này là kênh dẫn nước từ phía cầu Láng Hầm vào, vừa để cung cấp nước sinh hoạt, vừa tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vào tháng 5 năm 2021, Ủy ban dân xã có họp dân để xin ý kiến lắp con kênh cặp đường Nguyễn Việt Hồng. Người dân đồng tình nhưng kiến nghị phải đặt cống đường kính lớn để cấp nước tưới tiêu. Thế nhưng mọi việc vẫn trì trệ kéo dài, không được giải quyết rốt ráo. Bây giờ cũng mong mấy ông ở trên đó, làm sao cho cái tiến độ nó nhanh lên để mà cho bà con ở đây người ta có nước để người ta xài. Chứ bây giờ trong cái vườn của cô thì cây nó hư hết trơn trỏng rồi kìa. Dâu đồ nó có trái gực gỡ hết trơn, trái nhóc hết trơn kìa. Mà bây giờ nó héo queo hết trơn rồi. Nó chết cây luôn rồi, mít đồ nó cũng chết rồi, tùm lum hết trơn, chết chậm á. Dạ tôi yêu cầu các nhà chức trách, nói chung là các nhà chức năng là giải quyết sao mà cho đường nước nó vô ra thoải mái cho anh em người ta đỡ cái vụ mà muỗi mồng này kia nọ, nhà thì nít đâm. Nó nít rất đông luôn mà mỗi ban đêm tôi nói dữ dằn lắm, không thể nào tưởng tượng luôn. Nếu mà thoát được nước, tức là nước ra vô thông thoáng á, thì không có muỗi, hồi nào giờ nhà này không có muỗi. Từ lúc mà nó bít ngoài kia tới giờ coi như là muỗi thoải mái lắm. Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, đoạn đường Nguyễn Việt Hồng được mở rộng theo chủ trương của tỉnh bằng hình thức xã hội hóa. Đơn vị thực hiện là một công ty xây dựng ở thành phố Cần Thơ. Thực tế, đoạn đường mở rộng này không dài, chỉ khoảng gần 1 km. Tuy nhiên, đơn vị thi công lại làm rất chậm. Thì qua cái phản ánh của người dân thì về phía Ủy ban huyện có chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng, Ủy ban xã Thành Xuân có mời cho đơn vị là chủ tư vào để có cái biên bản làm việc. Thì qua cái phản ánh của bà con thì về phía chủ đầu tư có cái cam kết là cố gắng thực hiện là sẽ từ đây đó trong vòng 10 ngày. Kể trong quá trình cam kết của đơn vị thi công thì chúng tôi sẽ có cái cử người, sẽ có cái giám sát để làm sao mà cố gắng làm đúng cái thời gian theo cái cam kết của chủ đầu tư để tạo cái đường nước tưới tiêu cho bà con, không làm ảnh hưởng cái sản xuất của bà con ở tại vùng này. Việc khơi thông đường nước để phục vụ sản xuất của bà con nông dân là vấn đề cấp bách, bởi 2 năm nay nhiều hộ có đất sản xuất nằm cặp hai bên đường Nguyễn Việt Hồng rất chua xót khi chứng kiến vườn cây chết khô, rau màu héo úa rồi chết dần chết mòn. Đến đây thời lượng dành cho Nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Chúc quý vị có một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Còn bây giờ thì Hải Vân và Quang Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.